Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với chuyên mục Phượt Đường Về Nhà Ai của Miệt Thứ thứ 11. Hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc hành trình rất là thú vị các bạn nhé. Và cung đường phượt ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua các ấp của xã Văn Khánh. Điểm xuất phát là tại chân cầu Kinh Sáng thuộc ấp Mương Đào C. Xe của chúng ta sẽ chạy trên đường nhựa và sẽ đi một mạch đến ấp Kim Quy với chiều dài hơn 8 cây số. Và nếu mà các bạn xuất phát từ chợ thứ 11 thì các bạn cũng chỉ chạy thẳng trên đường nhựa thôi, và khoảng cách là 13 km. Và khi các bạn đi bằng xe hơi thì các bạn sẽ mất khoảng 30 phút. Và trước khi chúng ta khám phá về biển Kim Quy thì tụi mình xin giới thiệu đôi nét về xã Văn Khánh để các bạn có thêm được thông tin. Về mặt địa lý thì xã Văn Khánh là một trong những xã thuộc huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, có vị trí là giáp ranh với biển. Xã Văn Khánh có diện tích là 62,4 km², dân số thống kê năm 1999 là 10.263 người và mật độ dân số là đạt là 164 người trên 1 cây số vuông. Và với vị trí đắc địa này thì nghề biển đánh bắt cá gần bờ và xa bờ và nuôi trồng thủy sản chính là ngành kinh tế chủ lực của người dân nơi đây. Một vài năm gần đây thì ở xã Văn Khánh còn có các hợp tác xã trồng rau sạch, mà nổi bật nhất là hợp tác xã trồng rau sạch ấp Cây Gõ. Một phần các loại rau sạch này thì được đáp ứng nhu cầu có sẵn thị trường tại địa phương qua hình thức là liên kết giữa các tiểu thương ở chợ thứ 11 huyện An Minh và một số bạn hàng ở các vùng lân cận. Các loại rau sạch mà các thành viên hợp tác xã này sản xuất quanh năm có thể kể đến như là cải bẹ xanh, tía tô, xà lách và rau muống. Ngày xưa thì cách đây khoảng 20 năm, tức là từ những năm 1999, năm 2000 đó các bạn, mình đi từ thứ 11, chợ thứ 11 mà đi vô khu vực xã Văn Khánh thì chỉ có một phương tiện duy nhất, đó là chúng ta sẽ đi đò. Có những chiếc đò dọc họ sẽ chạy xuyên suốt gồm những cái chuyến vào buổi sáng, buổi và buổi chiều, hoặc là chúng ta sẽ đi bằng vỏ lại. Và vài năm sau đó thì được sự quan tâm một cấp chính quyền địa phương thì một con đường nhựa thẳng tắp đã được nối liền thị trấn thứ 11 với xã Văn Khánh. Với con đường nhựa này đã khai thông tất cả những cái đường ngõ về kinh tế và giúp khu vực nơi này phát triển một cách đồng đều hơn. Và như các bạn đang trông thấy đấy, con đường nhựa dù đã xuống cấp nhưng mà vẫn còn rất là tốt các bạn. Xung quanh hai bên đường thì người dân sống rất là sung túc. Cũng không khó để chúng ta nhận ra được những cái căn nhà lầu 2-3 tầng và mật độ xe hơi, xe ô tô di chuyển vô xã Văn Khánh vào ban ngày thì cũng rất là đông. Tuy nhiên, về khía cạnh xã hội và môi trường thì xã Văn Khánh cũng là một trong những xã luôn chịu ảnh hưởng của hoàn lưu của các cơn bão, cơn mưa kèm theo dông lốc, nước biển dâng đã làm sập tốc mái các hộ dân sinh sống ở nơi đây nhiều lần. Và hiện tại là có một vấn đề lo ngại nhất của các cấp chính quyền địa phương và người dân nơi đây, đó chính là báo động sạt lở đê biển nghiêm trọng. Qua quan sát thực trạng thì đã cho thấy tuyến đê biển ở hai xã Văn Khánh và Văn Khánh Tây đã tiềm ẩn nguy cơ vỡ và có điểm đê bị sóng đánh sạt lở chỉ còn 1-2 mét. Nguyên nhân chính là do thiệt hại sạt lở của những năm trước để lại, và điều này đã trở nên vô cùng lo ngại khi mà Miệt Thứ bước vào mùa mưa bão một năm, vì rõ là trước mắt là hàng trăm ha nuôi trồng thủy sản sẽ bị thiệt hại, và điều quan trọng hơn hết chính là nhiều diện tích rừng phòng hộ có thể bị cuốn trôi. Và để giải quyết vấn đề này thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo thi công xây dựng hai hàng cọc bê tông ly tâm đường kính là D300, bố trí phía bên trong hai hàng cọc đổ đá học trên đầu cọc thì được liên kết với nhau bằng hệ thống các dầm dằn bằng bê tông cốt thép. Dự án này đã sử dụng nguồn vốn 200 tỷ đồng từ vốn vay Ngân hàng Thế giới, thực hiện trong giai đoạn từ 2016 đến năm 2022. Đó là một vài thông tin đôi nét về xã Văn Khánh mà tụi mình muốn cung cấp cho các bạn. Và chúng ta đang dần dần tiến thẳng vô. Và đó là những thông tin về xã Văn Khánh mà tụi mình muốn chia sẻ với các bạn. Và bây giờ thì như các bạn đang thấy là chúng ta đang tiến thẳng vô phạm vi của xóm biển Kim Quy. Tầm khoảng 1 km nữa là chúng ta sẽ đến vàm Kim Quy.
tầm 5 đến 7 năm về trước thì đến khu vực này là chúng ta không còn di chuyển bằng xe máy được, vì đường lúc đấy là đường đất đỏ và trời mưa là coi như là khỏi đi luôn, và chúng ta chỉ có một cái phương tiện duy nhất là chúng ta sẽ đi bằng vỏ lại từ khu vực này cho đến Vàm Kim Quy mà thôi. Ngày xưa thì xóm biển Kim Quy là thuộc vào diện là ấp nghèo khó khăn, nhưng mà đến nay thì chúng ta có thể nhìn thấy một số khu vực là có nhà lầu 2-3 tầng nữa các bạn. Trên nóc nhà là coi như là một rừng ngăn tan chỉ lên tư tủ nhìn như con chuồn chuồn bay luôn á. Người dân thì không còn bơi xuồng để đốn lá cắt chòi hay là cắt dây trọi bợn chiếm sóng nữa, mà bây giờ là họ chạy xe gắn máy ào ào luôn, xe bóng bánh là chạy thẳng ra ngoài biển luôn. Có thể có một cái căn nhà mà bạn đang xem đó chính là một căn nhà yến á bạn, bạn thấy không, nó to đùng luôn vậy đó. Và theo quan sát của tụi mình thì ở biệt thự huyện An Minh thì có khá nhiều nhà yến, tập trung phần lớn thì nằm ở ấp Sẹo Nhàu thuộc xã Tân Thạnh hay là ấp Kim Quy thuộc xã Văn Khánh. Đâu đó thì rải rác ở Đông Hưng hay là ngay tại thị trấn thứ 11 thì cũng có rất là nhiều người dân họ đầu tư xây dựng nhà yến. Và cũng có một điều đặc biệt hơn cả là nhà yến ở quê mình thì ngoài cái việc mà xây dựng kiên cố vững chắc á, thì người dân họ rất là thích quét sơn màu rực rỡ như là màu hồng nè, màu xanh đột chuối nè, màu vàng nè. Chính vì thế những ngôi nhà yến ở biệt thự trở nên là một cái điểm thu hút đối với những cái người ở xa đến, mà ngay cả với những cái người đang sinh sống ở nơi khu vực đó, nó trở nên rất là lung linh và nó rất là tươi đẹp. Còn với những hộ gia đình mà sinh sống ven biển, những nhà mà có điều kiện có tàu đánh bắt cá thì họ còn có các nghề tay trái khác như là nghề làm khô từ cá nè, từ mực, từ tôm. Và còn một nghề nữa mà với những cái người dân thành phố hoặc là những cái người không phải là người con xứ biển á, thì đó là một cái nghề lạ, bởi vì mới trỗi dậy trong vài năm nay được truyền thông rất là chú ý, đó là nghề phơi cá phân hay còn biết đến là nghề phụng cá làm phân bón. Cá phân là loại cá được chế biến thành thức ăn cho cua cá hay làm phân bón cho cây trồng đó các bạn. Thật ra thì nếu không có nghề làm cá phân thì số cá này thì cũng sẽ bị bỏ đi. Bởi sau khi đánh bắt thì chủ các ghe cào đáy sẽ chọn các loài cá mà có giá trị để bán cho các vựa cá. Số còn lại thì do là quá nhỏ, nhiều xương và nhiều loại khác nhau nên một số người họ mua lại, họ phơi khô bán cho các thương lái. Và mình sẽ nói thêm về cái nghề này ở phần sau nha các bạn. Bởi vì ngay bây giờ trước mặt các bạn đó chính là Vàm Kim Quy, tức là biển Kim Quy đó các bạn. Đó là con có bằng mùi tôm hả? Con câu cái này là câu gì? Câu cá gì? Cá ngát với cá dồ hả? Con cá đó là cá ngát hả? Cá dồ. Để chú coi kìa. Ngon lành. Con này là lớn nhất chưa? Con này nhỏ hả? Một ngày câu được mấy ký? Cá chim này là kia thi đâu đó nghe bộ. Đây là thành quả của tụi nó. Và trước khi đem xuống biển rộng cho nó sống thì bắt buộc phải cắt những cái vây các bạn. Có cảm giác như là nó rất là chắc. Cái nhất, cái thứ hai nữa là nó rất là bén, nó đâm vô là rất là nhức. Và thường là tụi con câu từ mấy giờ đến mấy giờ? Hả con trai? Thường con câu từ mấy giờ đến mấy giờ? Rồi. Thường tụi con câu từ mấy giờ đến mấy giờ? Trưa và chiều ạ. Buổi sáng không câu hả? Đây là lần đầu tiên mình ra khu vực này luôn đó các bạn. Cảm giác thật sự rất là tuyệt vời luôn. À các bạn, đây là khu vực sạt lở mà mình đã nói ở đầu clip các bạn. Các bạn thấy không? Nó rất là nghiêm trọng luôn á. Nhìn rất là dễ sợ, và các bạn cứ tưởng tượng đi là nếu khi mà nước thủy triều mà dâng lên hoặc là khi mà có bão thì cứ sóng mà đánh từ ở biển vô trực tiếp vào đất liền như thế này thì rõ ràng là sẽ gây thiệt hại rất là lớn. Và nhìn nền đất này thì chúng ta cũng có thể nhận biết được rằng là khu vực này là trước đây là đã có nhiều hộ sinh sống, và thật sự là họ đã mất hết tất cả sau một vụ sạt lở.
Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá vựa cá lớn nhất ở Vàm Kim Quy, vựa cá Hữu Liên. Thì ở Vàm Kim Quy thì theo mình quan sát thì chỉ có vài ba vựa cá thôi. Và đây được xem là vựa cá ở gần biển nhất và có thể nói là lớn nhất các bạn. Khi mình thực hiện video clip này thì vào cuối giờ chiều rồi các bạn, cho nên là chỉ có một tàu về mà thôi. Ở đây chúng ta nhìn thấy là có mực, ốc nè, nhìn tươi ngon các bạn ha, cua, cua biển đó các bạn. Và hầu hết các sản phẩm này sẽ được bán cho Sài Gòn. Tại vựa cá thì các loại hải sản đều được phân loại theo kích cỡ, loại 1, loại 2, loại 3. Và mình khi mình hỏi về giá thì giá bán cho mình thì vẫn là giá bán lẻ các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ chia tay vựa cá Vũ Liên để chúng ta đi qua bên sông đó bạn. Bên phía bên kia những có những cái căn nhà lá tôm mà các bạn đang thấy đó, thì nó là không thuộc xã Vân Khánh nữa các bạn, mà nó lại là ấp Phát Đạt, xã Vân Khánh Tây. Khu này thì người ta gọi là Rạch Chiếc. Và hình ảnh các bạn đang xem đó là một cái cống đập ở Vàm Kim Quy đó các bạn, rất là kiên cố vững chắc. Đứng ở trên cầu ở góc này thì chúng ta sẽ nhìn bao trọn cả cửa biển Kim Quy. Và chúng ta như chúng ta nhận thấy đó, có rất là nhiều tàu đánh cá đã cập bến. Vào thời điểm này tháng 3 thì tầm 5:30-6 giờ là chúng ta có thể ngắm hoàng hôn ở trên biển, đặc biệt là mặt trời rất là to các bạn. Thì và các bạn trẻ, nhất là các bạn đang học cấp 3 tại thứ 11 đó nha, nghĩ là cuối tuần các bạn nên rủ rê nhau đánh một chuyến phượt về Vàm Kim Quy hay là Sẻo Nhào đi, cùng nhau sẽ chơi thả diều hay là ngắm hoàng hôn trên biển nha. Chứ cuối năm nay các bạn vào đại học hết trơn rồi, sống xa nhà mà gặp bạn bè bốn phương họ hỏi chứ, ê miệt thứ mày có biển không, rồi tụi bay có tắm biển không, mà lúc đó không biết trả lời làm sao vì chẳng có một kỷ niệm nào với biển và chưa một lần đến Kim Quy hay Sẻo Nhào. Thì ta nói su cà na lắm nha các bạn ơi. Bây giờ thì xe chúng ta một lần nữa tiến ra khu vực bờ đê biển Kim Quy đó các bạn. Con đường này thì rất là khó chạy bởi vì lộ là lộ đang và nó đã bị sạt lở và xuống cấp rất là nhiều rồi các bạn. Đường là rất là khó đi, gặp gần và ổ gà hơi bị nhiều. Và đây cũng là cái khu vực bị ảnh hưởng bị sạt lở nghiêm trọng các bạn, cho nên chúng ta thấy là người dân họ cũng được di tản đi các nơi khác rồi. Khung cảnh chúng ta nhìn thấy, chúng ta có thể cảm nhận được là sơ sát điều hiu luôn các bạn. Và ở nơi này thì cũng được gắn cái biển hiệu là sạt lở cấp nguy hiểm và cũng đang thi công cái con đường đê biển và khu rừng phòng hộ. Và bây giờ xe chúng ta sẽ quay trở lại cầu cống và tiếp tục chúng ta sẽ khám phá Rạch Cái, tức là ấp Phát Đạt, xã Vân Khánh Tây các bạn nha. Quay lại với nghề ủ cá phân thì bây giờ mình sẽ chia sẻ đến các bạn một số những cái thông tin thêm nữa về cái nghề này. Thì cá phân thì thường sẽ được đem ra sân phơi khoảng 2 nắng, tức là phơi trong 2 ngày đó các bạn, và 2 ngày đó phải nắng nha. Nếu mà không đủ nắng thì sẽ phải đem vào sấy cho khô. Tức có nghĩa là nghề này bắt buộc là phải có nắng, và thêm nữa là bạn phải có một cái diện tích sân phơi, nếu mà không thì rất là khó. Ở vùng miệt thứ thì theo mình quan sát thì mình thấy là ở khu vực Sẹo Rô thuộc huyện An Biên là phát triển nhất.
Khi các bạn đi ngang cầu Cái Lớn và cầu Cái Bé thì các bạn có thể nhận biết được bởi ở khu vực này nó phát ra một cái mùi rất là đặc trưng và nồng nặc. Và nếu với một số những người mà họ khó chịu, có dị ứng với mùi á bạn, thì họ sẽ có cảm giác rất là nhức đầu và bị mắc ói đó. Còn ở miệt thứ 11 như khu vực Vàm Kim Quy hay là Sẹo Nhào thì hầu hết các loại cá mà dùng để ủ phân á thì đều được người dân họ bán tươi cho các thương lái nơi khác đến thu mua. Chứ cũng rất là ít những cái hộ dân mà họ phơi để ủ làm phân để bán cái sản phẩm ra thị trường. Và đó là những cái thông tin cơ bản về cái nghề này mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Và quay lại chuyến đi phượt ngày hôm nay thì mình xin báo cáo với các bạn là tụi mình đang đi một con đường cục các bạn. Và lần đi phượt lần nào thì tụi mình cũng đi vô con đường cục và bây giờ là phải đi ra. Không còn cách nào khác và cách duy nhất là phải trở lại căn nhà màu vàng. Đó là một cái tiệm tạp hóa để chúng ta hỏi thêm thông tin thôi các bạn. Ở miệt thứ thì những cái cây cầu sắt như thế này thì không hiếm đâu các bạn. Ở mỗi một xã thì mình đi qua thì mình thấy rằng có rất là nhiều cây cầu sắt như vậy. Và sau khi hỏi thông tin xong thì tụi mình quyết định là sẽ kết thúc chuyến đi phượt lần này ngay tại đây. Và rất là cảm ơn tất cả các bạn đã nghe tụi mình chia sẻ và tâm sự về quê hương miệt thứ. Hy vọng là các bạn sẽ có rất là nhiều những sức khỏe và hãy luôn ủng hộ tụi mình nhé. Và nếu như các bạn nào có câu hỏi nào về miệt thứ hoặc là các bạn muốn tìm kiếm thông tin gì về miệt thứ, thậm chí là tìm cả gia đình và người thân thì tụi mình cũng sẽ hỗ trợ các bạn. Và mọi thông tin vui lòng liên lạc qua Gmail của ekip, tức là mietthu11a@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần sau. Bye bye.